X11 Story mến chào các quý vị thính giả. Trận Hồ Lao Quan là một trận chiến hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Trận đánh mô tả về cuộc chiến giữa thế lực quân sự do lãnh chúa Đổng Trác chỉ huy chống lại Liên minh 18 Lộ Chư Hầu, Liên minh Quan Đông, do Viên Thiệu làm minh chủ. Trận đánh được hư cấu trên sự kiện chiến dịch chống lại Đổng Trác của các chư hầu vào năm 190 sau Công Nguyên. Trong trận đánh Hồ Lao Quan, đã mô tả nên hình ảnh hào hùng của các vị tướng và đặc biệt là trận đọ sức trực tiếp nổi tiếng giữa La Bố chống lại ba anh em Lưu Quan Trương hay còn gọi là Tam Anh Chiến La Bố trong kinh kịch hay văn hóa Trung Quốc. Điển cố Tam Anh Chiến Lữ Bố trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa được đánh giá là một trong những câu chuyện truyền kỳ, khiến cho chiến thần Lữ Bố vang danh thiên hạ. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến phản biện cho rằng, thần thoại Lữ Bố một mình chọi ba huynh đệ Lưu Quan Trương chỉ là một màn kịch hoàn hảo, mà tác giả không ai khác chính là Lưu Bị. Bối cảnh điển tích trên diễn ra vào năm 190, khi 18 Lộ Chư Hầu Quan Đông do Viên Thiệu làm minh chủ khởi binh thảo phạt gian thần Đổng Trác. Sau khi Quan Vũ giết Hoa Hùng, quân Hoa Hùng thua, chạy về cửa quan báo cho Lý Túc biết. Lý Túc viết giấy báo Đổng Trác. Đổng Trác khởi 20 vạn quân chia làm hai đường, một đường sai Lý Thôi, Quách Dĩ, đem 5 vạn quân ra giữ cửa Dĩ Thủy, chỉ thủ không chiến. Một đường thì đích thân Đổng Trác đem 15 vạn quân cùng với Lý Nho, Lã Bố, Phản Trù, Trương Tế giữ cửa quan Hổ Lao. Đổng Trác sai Lã Bố lĩnh 3 vạn quân ra trước quan, đóng một trại lớn còn Đổng Trác thì đóng đồn trên cửa quan. Nhận được tin, Viên Thiệu họp các tướng lại bàn. Tào Tháo đề xuất chia quân ra, một nửa ra đó nghênh địch. Viên Thiệu cử Vương Khuông, Kiều Mạo, Pháo Tín, Viên Dị, Khổng Dung, Trương Dương, Đào Khiêm, Công Tôn Toản, tổng cộng 8 vị chư hầu đến cửa Hổ Lao đón đánh. Tào Tháo thì dẫn quân đi lại tiếp ứng. Chư hầu đều khởi binh đến, Thái thú Vương Khuông đi trước. Lã Bố đem 5.000 quân thiết kỵ lại. Vương Khuông đem quân mã, bày thành thế trận, cưỡi ngựa đứng dưới cửa cờ, trông thấy Lã Bố ra trận. Vương Khuông thấy Lã Bố hỏi ai dám ra đánh thì đằng sau có một tướng vác ngọn giáo, thúc ngựa chạy ra, là một danh tướng, tên là Phương Duyệt. Hai ngựa giao nhau, chưa được 5 hiệp, Phương Duyệt bị Lã Bố đánh một ngọn kích ngã xuống ngựa. Lã Bố xông thẳng vào, quân Vương Khuông thua to, chạy tán loạn ra bốn mặt. Lã Bố xông sáo vào đám quân Khuông như chạy vào nơi không người. Nhưng Kiều Mạo, Viên Di đem hai cánh quân vừa đến, cứu được Vương Khuông, quân Lã Bố mới lui. Lã Bố đến khiêu chiến, chư hầu 8 xứ đều lên ngựa kéo ra cả, chia quân ra làm 8 đội ở trên gò cao. Bộ tướng của Trương Dương, thái thú thượng đẳng tên là Mục Thuận cầm ngọn giáo tế ngựa ra đánh, bị Bố đâm một ngọn kích chết lăn từ trên ngựa xuống đất. Tiếp đến một bộ tướng của Khổng Dung, tên là Vũ An Quốc, vác một cái rùi sắt, thúc ngựa chạy ra, Lã Bố đến, đánh nhau được 10 hiệp. Lã Bố đưa một ngọn kích đánh gãy cánh tay Ngô An Quốc. Ngô An Quốc vứt rùi sắt chạy. Chư hầu 8 xứ cùng đổ ra mới cứu được Ngô An Quốc. Lữ Bố lui quân trở về. Tào Tháo đề xuất rằng Lã Bố anh hùng, không địch được, nên tập hợp cả 18 lộ chư hầu để bàn nhau tìm kế gì đánh. Trong khi đang bàn bạc, Lã Bố lại kéo quân đến thách đánh. Công Tôn Toản vác ngọn giáo nhảy ra đánh Lã Bố, mới được vài hiệp, Công Tôn Toản thua chạy. Lã Bố thúc ngựa xích thố sấn lại đuổi, ngựa này chạy nhanh như bay. Lã Bố gần đuổi kịp Toản thì ở bên rìa đường. Trương Phi quát lớn, thằng đầy tớ ba họ kia đừng chạy nữa. Có Trương Phi người đất yên đây. Lã Bố thấy thế bỏ Công Tôn Toản, đánh nhau với Trương Phi khởi đầu cho điển tích Tam Anh Chiến Lữ Bố. Cho đến ngày nay, vấn đề gây tranh cãi lớn nhất trong câu chuyện Tam Anh Chiến Lữ Bố là liệu thực tế có phải Quan Vũ Trương Phi liên thủ cũng không thắng được Lữ Phụng Tiên. Có phân tích cho rằng Quan Vũ Trương Phi là những nhân vật võ nghệ phi phàm, phẩm đức hơn người, do đó trong trận chiến với Lữ Bố, Quan Trương không đánh hội đồng mà triển khai đội hình hàng dọc để xa luân chiến. Trong các cuộc đối đầu thời cổ đại, trận chiến đấu giữa các danh tướng thường được mô tả trong sử liệu Trung Quốc, hàng trăm hiệp là chuyện bình thường. Như vậy, có thể thấy việc Quan Trương đánh với Lữ Bố mới ngoài 30 hiệp, đồng nghĩa với cuộc đấu này mới chỉ mào đầu. Đây là thời điểm mà Lưu Bị nhảy vào vòng đấu. Thêm một nghi vấn được đặt ra, đó là Lưu Bị có tác dụng gì trong trận chiến này, khi mà Quan Vũ và Trương Phi hợp sức cũng chỉ đánh ngang tay với chiến thần. Các học giả hiện đại nêu ra một thuyết âm mưu, cho rằng Lưu Bị thực tế đã nhìn thấy Quan Vũ, Trương Phi đang đứng trước cơ hội rất lớn để kết liễu Lữ Bố nếu cuộc đấu tay ba tiếp diễn, và Lưu Bị vào cuộc để thả Lữ Bố chạy thoát. Quan Vũ và Trương Phi mới đấu với Lữ Bố được 30 hiệp, thắng bại còn chưa phân. Nếu Lưu Bị thực sự muốn tiêu diệt Lữ Bố thì chỉ cần chờ đợi khi thời cơ chín muồi để tham chiến, chứ không cần vội vã nhảy vào ngay khi đôi bên bất phân thắng bại. Trên lý thuyết, Tam Anh Chiến Lữ Bố không đem lại bất cứ lợi ích nào cho quân Quan Đông. Trong khi Lữ Bố vốn từ một đánh hai không bại trở thành một địch ba an toàn rút lui đã khiến Lữ Bố không hổ danh chiến thần, trừ khi Lưu bị buộc phải tính toán đến những khả năng tổn thất lớn hơn nếu Lữ Bố thiệt mạng. Trong chiến dịch thảo phạt của quân Quan Đông, chiến công Trảm Hoa Hùng được xem là thắng lợi đầu tay của quan Vân Trường và là màn ra mắt của Lưu Bị. Nhưng
Chiến tích trên cũng có thể đã khiến các lộ chư hầu nảy sinh ác cảm và nhận thức Lưu Bị như một mối đe dọa tiềm ẩn, dẫn đến khả năng bị trừ khử sớm. Đứng ở góc độ này, việc ba huynh đệ Lưu Quan Trương cùng đánh bại Lữ Bố đủ để khiến ánh hào quang chiến thắng giảm đi rất nhiều và khiến Lưu Bị vẫn đứng trong vòng an toàn. Bên cạnh đó, Lữ Bố chạy thoát, lực lượng của Đồng Trác được bảo toàn sẽ tạo nên áp lực, không cho phép liên quân phát sinh mâu thuẫn hay dành sự chú ý cho một huyện lệnh nhỏ nhoi. Đây chính là đòn di hoa tiếp mộc, đầy toan tính và cũng hết sức khôn ngoan của Lưu Bị, chuyển hoàn toàn nguy cơ của bản thân sang cho Lữ Bố. Lưu Bị được sử liệu Trung Hoa mô tả là trung hậu, thực thà, nhưng các nhà nghiên cứu không cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc Bị không có đầu óc tính toán. Sau cái chết của Hoa Hùng, Lữ Bố chính là trụ cột của quân đội Đồng Trác. Nếu Bố chết thì việc Đồng Trác bị diệt chỉ là chuyện một sớm một chiều. Nếu Đồng Trác ngã ngựa vào giai đoạn này thì vô cùng bất lợi đối với thế lực vừa manh nha của Lưu Bị. Với lực lượng còn manh mún và yếu ớt, chắc chắn Lưu Bị sẽ không có phần chia trong chiếc bánh địa bàn thời hậu chiến, thậm chí còn có khả năng trở thành miếng mồi béo bở để các bên sâu xé. Vì vậy, việc Lưu Bị góp mặt ở liên quân chỉ là để tạo dựng danh tiếng, còn Bị thực tế không hề hy vọng Viên Thiệu có thể cầm đầu chư hầu đánh đổ được Đồng Trác. Lữ Bố cũng không được phép chết. Kết cục, chính Lưu Bị trở thành điểm đột phá, giúp Lữ Bố vượt thoát vòng vây, trở về trong vinh quang. Tam Anh chiến Lữ Bố là câu chuyện kinh điển được người đọc Tam Quốc yêu thích, nhưng có lẽ phải nhìn nhận rằng, câu chuyện trên, nếu có thực, thì không thể nằm ngoài những tính toán chính trị của cả Bị và Lữ Bố. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.